Hello, chào mừng các bạn đến kênh YouTube Hiền Trần TC. Hôm nay em có mua cái quạt xài pin. Thì quạt này em sẽ gửi cho ngoài người ngoài Hà Nội. Mấy hôm nay mất điện quá nhưng mà chiếc quạt này nó có dung lượng pin là 1800 mAh. Nó hơi ít, em sẽ độ lại cái quạt này. Vậy các bạn theo chân em lên phòng kỹ thuật để độ. Wow, đây là phòng kỹ thuật chuyển review. Đây là kênh YouTube của anh nha, lần PC điện lên rồi, sáng quá. Đây, em sẽ tháo cái quạt ra. Quạt em mua ở chợ Nhật Tảo với giá là 175.000. Thì xài thì cũng ok lắm này, có đèn led này. Này, led này. Sợ 3 nước độ quạt. Chế độ nhất mạnh này hơn. Thì cái quạt này em có test và nó chạy được khoảng tầm 5 tiếng. Chứ 5 tiếng thì cũng xài cũng ok, nhưng mà em sẽ tháo ra để xem nhất xem nội thất nó, và em sẽ độ lại pin cho nó, độ thêm pin cho nó để cho nó xài được ngon lành hơn. Khá chặt. Cửa nó làm cái chấm thế. À rồi. Mất mất. Nhìn còn một con. Xong nó được cái quạt cánh ấy, đèn led quả. Chắc cũng khá sáng ấy. Pin của cái quạt này nó xài là pin 3.7.800 luôn, đúng như thông số. Thì một cục pin này thì nó không có đã, mình sẽ chế cho hai cục pin rồi. Đó.
bây giờ em có cái đây Kusaka Lisoaka em có review ở cái lần trước. Giữa cái cục sạc là Lisoaka này. Đó là cái đồng hồ đo này. Đó. Để bác có thể xem lại. Yeah, sạc em thấy được hai cục này. Cục số 2 này. Được 4.2 này. Bỏ đây. Cục số 3 thì 3.6 này, 4.2 này. Đây là hai cục này thấy nó đã đầy. Dung lượng giống nhau. Số 1 thì bị được có 4V. Rồi mình lấy hai cục thôi. Chứ là mình đổ hai cục này, hai cục này có dung lượng là 2.000 thì hai cục này sẽ được là 4.000. Đó, 4.000 này thì mình sẽ xài ok luôn đấy. Mình đấy nhá, có máy hàn thì mình hàn xeo pin nha, không cả mình không có máy hàn thì chơi trực tiếp này luôn. Rồi, hai cục pin này mình đấu song song nha để cho nó cố định, mình lấy bằng keo mình quấn lại, lấy bằng keo quấn lại. Mình đi video nha. Mình hàn xong mình sẽ được hai cục song song như này, thì dung lượng của hai cục này sẽ cộng lại sẽ thành 4.000. Đó, còn cục pin này của hàng theo quạt thì mình sẽ tháo ra bỏ đây, không dùng đến nó nữa. Tại vì hàng theo này nó không được ngon cho lắm. Nhớ vào mục YouTube đánh tên Hiền Trần.
nhìn trên PC này ra. Đây ta ra em luôn. Sau khi sàn xong ta sẽ đút đây vừa. Chung cái này được hai cục thôi, nếu mà mình có thể mình cho thêm nữa cũng được, nhưng mà chỉ cần hai cục là đã quá đủ. Giờ mình sẽ test thử. Này, ok. Quạt nó cũng nặng hơn. Sáng hơn. Sáng hơn rồi. Video chế độ em được tạm ngừng tại đây. Các bác muốn em review về những sản phẩm gì thì có thể comment dưới video. Em chuyên là độ phá và chế các loại xôi hàng cho các bác xem tí gác về. Rồi, Hiền Trần xin cảm ơn. Rồi, các bạn. Sau khi em chế xong nó bật thử và test đến giờ cũng khoảng mấy tiếng đồng hồ đó. Mà khá lâu ạ. Giờ em sẽ đây, em có review về cái đồng hồ đo này. Đây, đo. Bộ gimbal này, máy hút bụi này, đây, máy hút bụi Nidobi này. Còn đây là bộ máy tính em mới chế. Cái này là chuyên để các bác có thể xem lại các xem lại các thứ này nó review. Rồi. Một lần nữa Hiền Trần xin cảm ơn các bạn đã quay video về. Rồi. Các bác thấy hay hãy chia sẻ và đăng ký kênh chúng em. Xin chào và hẹn gặp lại.